Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ chưa có sự biến động đáng kể. Toàn vùng trời hầu như là không có mưa, ban ngày nắng ráo. Nhiệt độ về đêm và sáng dao động trong khoảng là từ 21 cho tới 24 độ. Vùng núi là từ 18 tới 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều sẽ là từ 30 đến 33 độ. Mặc dù thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên độ ẩm không khí ở mức thấp, đặc biệt là vào trưa chiều, nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Người dân cần phải lưu ý để đảm bảo an toàn. Ở phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An thì trời không mưa, ngày có nắng hanh với độ ẩm không khí thấp và nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ phía Nam Nghệ An trở vào đến Quảng Bình có mưa vài nơi với lượng không lớn. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã liên tục có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to. Các tỉnh từ Bình Định xuống tới Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn lặp lại những cơn mưa rào và dông tập trung về chiều và tối. Một số nơi thì có mưa dông mạnh, lượng lớn, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật, nên người dân cần phải tìm nơi tránh trú khi mà thấy dấu hiệu của dông mạnh. Trong ngày thì trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên là khoảng từ 27 cho tới 30 độ và từ 30 đến 33 độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa thì vẫn sẽ duy trì gió Đông Bắc với cường độ là khoảng cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có lúc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 và gây biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa thì gió có cường độ yếu. Và đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 10 của Đài truyền hình số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.